Trước nhiều thông tin cho rằng với hai đường băng hiện hữu, Tân Sơn Nhất chưa khai thác hết công suất, mức độ quá tải tại đây đã được thổi phồng để mở đường cho dự án cảng hàng không Long Thành. Tổng giám đốc Tổng công ty Quản lý bay Việt Nam Đinh Việt Thắng khẳng định, điểm yếu nhất của sân bay Tân Sơn Nhất chính là đường cất hạ cánh chứ không phải là vùng trời. Theo ông Đinh Việt Thắng, hiện Tân Sơn Nhất có hai đường cất hạ cánh song song với nhau, cách nhau 365m, đã được xây từ thời chiến tranh, chủ yếu phục vụ các hoạt động quân sự. Hiện nay theo tiêu chuẩn của tổ chức hàng không dân dụng quốc tế, với khoảng cách như vậy, hai đường cất hạ cánh này không thể hoạt động độc lập. Năng lực của hai đường cất hạ cánh này chỉ tương đương như một đường cất hạ cánh. Do đó, muốn tăng năng lực của sân bay Tân Sơn Nhất, phải xây một đường cất hạ cánh mới đủ khoảng cách tối thiểu là 1.035m theo tiêu chuẩn của tổ chức hàng không dân dụng quốc tế mới tạo được sự thay đổi cơ bản về mặt năng lực. Nếu vậy, chi phí giải tỏa cực kỳ lớn, cao hơn cả việc xây mới giai đoạn 1 cảng hàng không Long Thành. Thêm nữa, vùng trời tiếp cận của Tân Sơn Nhất cũng có nhiều hạn chế. Tuy nhiên, so với năng lực đường băng, năng lực vùng trời Tân Sơn Nhất hiện nay vẫn còn cao hơn.